chuyện Xuyên Việt Chi Tiểu Hầu Gia Đương Gia Tác giả Tự Sắc Mộc Ốc Dịch và đọc bởi Mộc Nhiên Chương 156 Tề Vương Lãnh Khóc Trong quân doanh Tây Bắc, mấy ngày nay có mặt Thuần Dương Vương, tình hình được cải thiện. Dù không có mặt vu Trấn Tây cùng binh phù, nhưng cố quận thần có thánh chỉ, giống như binh phù, không còn ai dám nói không có binh phù không được hành động. Vương Thúc, ngươi cho rằng lần này phù khâu tập kích bất ngờ có mục đích gì? Đánh bất ngờ nhưng có vẻ không giống, chỉ như phô trương thanh thế. Cố quận thần khách khí xưng thuần dương vương hai tiếng vương thúc. Tuy cả hai là thân vương, nhưng một chính dòng, một tông thân, cố quận thần tự nhiên cao quý hơn. Tuy nhiên, ấn theo tuổi tác, cố quận thần gọi ông là vương thúc cũng có thể. Hơn nữa, thuần hoa quận chúa sắp thành đường tẩu của Lý Lạc, dựa theo quan hệ thông gia, cố quận thần nên xưng một tiếng thúc. Thuần Dương Vương không vì tiếng thúc của cố quận thần mà đắc chí ông bình tĩnh phân tích. Trước đó, vương gia bị ám sát. Như vậy, phù khâu phô trương thanh thế có liên quan tới vụ ám sát vương gia. Mà phù khâu đột kích bất ngờ, sát thủ được cứu. Hiển nhiên, mục đích chặn đột kích là để cứu sát thủ. Ý tưởng này, cố quận thần từng nghĩ tới chỉ là... Phù khâu đánh bất ngờ vì cứu một thích khách. Ta cảm thấy chuyện này có lỗ hỏng. Hơn nữa lúc ấy không chỉ có 100 hắc y nhân tới cứu thích khách, còn dùng ám khí đặc thù. Nếu phù khâu quốc và 100 hắc y nhân đều tới cứu thích khách, thân phận của thích khách quan trọng thế nào? Thuần Dương Vương trầm tư. Có hơi vì lý, nhưng trong thời gian ngắn không thể nói rõ lỗ hỏng ở đâu. Mấy ngày liền không nghĩ ra nguyên nhân, vô pháp xác định mối liên hệ giữa thích khách, ám khí và phù khâu quốc. Có quá nhiều vấn đề. Đi, đi tướng quân phủ. Tây Bắc có tướng quân phủ, cố quận thần tới 4 tháng, hiếm khi nào tới. Lý Trung Minh lưu lại. Vương Thúc, mời. Vùng biên cạnh Tây Bắc có chợ búa. Có đôi khi náo nhiệt, dân chúng làm ra hàng hóa không dễ dàng. Cố quận thần và thuần dương vương đi dạo một vòng. Rõ ràng không cảnh náo nhiệt, nhưng đồng thời chua xót bởi vì bá tánh nơi này quá vất vả. Vương Thúc đi đường vất vả, vẫn ở trong doanh trại, mấy ngày tới phải nghỉ ngơi thật tốt. Đi đường không vất vả, nghe tin Tề Vương bị ám sát mới bất ngờ. Thuần Dương Vương lên tiếng, tới quan doanh bắt đầu vội vàng chỉnh đốn quân lính, cho nên vẫn ở lại quân doanh, thật đúng là chưa nghỉ ngơi. Tướng quân phủ Tây Bắc hơi hoang tàn, kể từ khi vu trấn Tây biến mất, nơi này không còn nhân khí, nhưng ngay cả khi vu trấn Tây chưa mất tích, y cũng thường ngủ ngoài quân doanh. Tham kiến vương gia. Hạ nhân vô hồn trong phủ tướng quân nhìn thấy cố quận thần, vội vàng hành lễ. Đây là thuần dương vương, tạm thời ở lại tướng quân phủ, mau chóng thu dọn phòng đi. Cố quận thần nói, sàn xếp cho thuần dương vương xong, cố quận thần về viện của mình, sắc mặt chậm rãi âm trầm. Sao rồi? Hắn hỏi quận nhất. Trong mật thất, tướng quân phủ có mật thất, cố quận thần đương nhiên biết ngay cả khi cố quận thần chưa từng đến tướng quân phủ hắn vẫn nắm rõ về kiến tạo trong tướng quân phủ trước khi rời kinh vu lão tướng quân đã nói qua tình huống tây bắc bao gồm cả tướng quân phủ lý trung minh cũng giới thiệu tình huống tây bắc cho nên cố quận thần rất quen thuộc đường đi kiến tạo trong tướng quân phủ khai gì rồi cố quận thần hỏi không chịu khai quận nhất đáp <laughs> vậy để y sống chết cũng không có cửa cố quận thần đáy mắt tàn khốc đi, đi nhìn xem. Trong mật thất, một người bị xiên xích trói chặt tay chân. Trong tướng quân phủ Tây Bắc, một tay y bị chặt, hai chân yếu ớt, cả người tưởng như đã chết. Nhưng chưa hết, nếu có quân lính ở Tây Bắc ở đây, nhất định sẽ nhận ra tên thích khách ám sát tề vương cố quận thần ngày đó được giải cứu. Cố quận thần tới trước mặt đối phương, ánh mắt sắc bén nhìn thích khách. Người là tự dĩ. Thích khách không rõ cố quận thần hỏi cái này làm gì, y tới ám sát hắn. Hắn hỏi câu này tương đối vô nghĩa. Chỉ là giờ phút này có một vấn đề không nghĩ ra. Y cứ ngỡ mình được người cứu mang đi, lại không nghĩ đến cuối cùng là cố quận thần thiết kế bẫy rập. Tề vương điện hạ quả không đơn giản. Thủ hạ của ta không có tử sĩ. Không thấy y trả lời, cố quận thần không hề để ý. Ta cảm thấy bất kể làm cái gì, mạng sống mới quý giá nhất. Lòng trung thành không dựa trên sự cưỡng ép. Tề vương điện hạ không cần hoa ngôn xảo ngữ Muốn giết cứ giết Thích khách mở miệng Cố quận thần lạnh mặt Ta sẽ không giết người Hả? Thích khách ngỡ ngàng Nhưng ta sẽ khiến người sống không bằng chết Câu nói này của cố quận thần Khiến thích khách đột nhiên sợ hãi Cảm giác sợ hãi còn kinh khủng hơn cả tử vong Nếu người đã chuẩn bị tới ám sát Nên chuẩn bị tốt hậu quả Người cho rằng cái chết dễ dàng thế ư ừ. từ vụ ám sát phủ khâu quốc đánh lén hắc y đeo mặt nạ đột nhập quân doanh quốc quận thần biết sự tình không đơn giản bất kể phù khâu tập kích hay hắc y nhân đột kích nhưng người này là mấu chốt quan trọng quốc quận thần sai quận nhất mang đi có hai mục đích đầu tiên là để cho nội gian trong quân doanh chứng kiến cái thứ hai là để người sai khiến sau lưng thích khách khẩn trương người rốt cuộc muốn thế nào thích khách hỏi Cố quận thần ngẩng đầu, sai người chuyển tới một cái ghế, ngồi xuống. Đem từng ngón tay của y bẻ gãy. Bổn vương muốn nhìn thử, một kẻ muốn chết xương cứng đến đầu. Vâng. Quận nhất đáp ứng một tiếng, thủ hạ sau lưng tiến lên. Đối với thích khách, một đao bộ xuống cũng không ngại gì, nhưng hiện tại y có một tay, nằm ngón tay bị bẻ gãy. Tiếng hét vang vọng là giọng thích khách. Chưa đủ to, bổn vương nghe không rõ. Cố quận thần nói. Sau đó, thủ hạ bẻ ngón tay thứ hai. Sắc mặt thích khách vốn tái nhợt, càng tái nhợt hơn, ngay cả chút máu cũng không còn. Nghe nói trên ngựa có một loại sâu ăn thịt người ký sinh. Đem trứng sâu tới cho bổn vương, đặt lên miệng vết thương trên ngón tay y. Cố quận thần nói tiếp. Vâng, có người lập tức ra ngoài. Thân thể thích khách run rẩy, thiếu niên 14 tuổi, thủ đoạn tàn nhẫn không thể tả. Sợ, hận ta thấy ta vô tình. Cố quận thần đột nhiên mỉm cười. Một kẻ muốn giết ta, ngươi cảm thấy ta nên đối xử thiện lương với y. Tiếp tục, còn ba ngón tay, ngón tay không đủ thì tới ngón chân. Bốn vương thích nghe y kêu to, kêu thảm hơn. Vâng. Trong phòng tối, thích khách gào thét ngày càng nặng, nhưng giọng nói cố quận thần vẫn bình thản như cũ. Kỳ quái, tại sao bốn vương cảm thấy không đủ to? Vương gia, tìm được chứng rồi. Hả? cố quận thần đứng lên. Đi hỏi mạnh thần y, loại trứng sâu này mấy ngày thì nở. Sâu ăn cụt cánh tay y, chui vào cơ thể y mất mấy ngày. Đủ rồi. Thích khách thở hổn hển. Ta khai, ta khai không được sao. Quận nhất, chuẩn bị giấy. Vâng, là đại hoàng tử. Thích khách nghiến răng nghiến lợi nói. Là đại hoàng tử và tần thượng thư phái ta tới giết người. Cố quận thần nheo mắt. Lý do? Ta chỉ là tử sĩ, sao biết lý do? Thích khách hỏi lại. Hừ, phải không? Cố quận thần nhếch khóe miệng. Quận nhất, nhớ kỹ khẩu cung của y. Bắt y ký tên. Người phái 20 ngự lâm quân mang theo khẩu cung và thích khách trở lại kinh thành. Giao cho hoàng thúc xử lý. Nhưng an nguy của vương gia. Quận nhất không yên tâm. Ta sẽ nhờ lý trung minh thay chỗ của người huống chi còn có mạnh đức lãng, ám thủy, ám thổ, ám hỏa không có việc gì. Cố quận thần không để ý, nhưng điệu thích khách về kinh, ngoại trừ quận nhất, hắn không yên tâm bất luận kẻ nào. Vâng. Ngày hôm sau, quận nhất mang theo 20 ngựa lâm quân dẫn thích khách xuất phát. Quân doanh Tây Bắc Cố quận thần nhìn đám lính thao luyện, năm vị phó tướng, tạ hữu tiên phong đứng phía sau. Bốn tháng lừa nhát đã hết, Ta tin trước khi tiểu tướng quân trở về, quân Tây Bắc sẽ ngày càng tốt. Hắn nói. Quận nhất. Mãi không thấy quận nhất ứng thanh, cố quận thần sững sờ một hồi. Vương gia, quận nhất thị vệ hôm nay không tới. Trường phó tướng nói. Đúng vậy, ta cũng không thấy. Lý Trung Minh nói. Bộn vương sai hắn đi làm việc. Cố quận thần vẫy vẫy tay. Hắn hồi kinh, mang tên thích khách ám sát bộn vương hồi kinh ý vương gia là tiền phó tướng đã lành vết thương nghi hoặc hỏi là thích khách bị đứt tay hành thích vương gia hôm đó không phải y bị cứu đi sao đúng vậy không phải một đám hắc y nhân dùng ám khí tập kích cứu đối phương đi sao có chuyện gì vậy chẳng lẽ đối phương không bị cứu mà ở chỗ vương gia đái phó tướng hỏi cố quận thần đột nhiên nhìn về phía y không tội bọn phương sai người mang y đi trùng hợp phù khâu quốc đánh lén. Vương gia sắp xếp chuyện này, có phải nên báo với chúng ta một tiếng không? Đái phó tướng nói. Mọi người bớt lo lắng. Đái phó tướng nói có lý, vương gia nên nói cho chúng ta biết. Kha phó tướng đồng ý. Quân doanh Tây Bắc có năm phó tướng, lưu lại quân doanh hôm đó là Kha phó tướng và tiền phó tướng. Lên chiến trường có đái phó tướng, trường phó tướng, còn một người trầm mặc ít lời, dương phó tướng ánh mắt cố quật thần đảo quanh bọn họ một vòng, mọi người không hiểu ánh mắt của hắn, nhưng cố quật thần là tề vương cao quý, bọn họ không dám làm càn. Một lát sau, thanh âm bình thản vang lên. "Thế nào? Về tư y ám sát bổn vương, về công, đây là việc tư của bổn vương. Bổn vương không rõ, sự tình không liên quan tới Tây Bắc, bổn vương có nghĩa vụ phải báo cáo với các ngươi?" Chương 157 giọng cố quận thần bình tĩnh không gợn sóng. Kỳ thực, từ lúc cố quận thần tới Tây Bắc đến nay, thanh âm vẫn lạnh lẽo bình tĩnh. Chỉ có một lần, chính là thời điểm nghe được vu tiểu tướng quân mất tích, hắn có hơi xúc động. Ở độ tuổi này, với định lực này, thật hiếm thấy. Nằm phó tướng im bặt tuy nói thì khách ám sát Tề Vương là việc tư, nhưng chuyện này phát sinh trong quân doanh Tây Bắc. Tề Vương Điện Hạ trưởng quản quân doanh Tây Bắc, hơn 4 tháng ở chung, bọn họ có chút hiểu biết về thiếu niên này. Ngày thường kiệm lời, cảm xúc không lộ ra ngoài, khuôn mặt lạnh lẽo, nhưng thân phận cao quý, khí chất cao quý. Bọn họ nhìn thấy rõ. Vương gia không tin chúng ta. Đái phó tướng đột nhiên mở miệng. Vô tiểu tướng quân từng nói, quân doanh là một đoàn thể, nếu không tin tưởng nhau... Nếu không tin tưởng nhau thì sao? Cố quận thần hỏi. Nếu không tin tưởng nhau, như vậy, quân doanh Tây Bắc sẽ gặp bất lợi. Nếu phù khâu quốc tấn công, đối đầu kẻ địch hung bạo, như vậy quân doanh Tây Bắc chỉ có hại. Đái phó tướng nói. Theo ý của ngươi, vu tiểu tướng quân rất tín nhiệm ngươi. Cố quận thần hỏi tiếp. Đương nhiên, mỗi người chúng ta, vu tiểu tướng quân đều tín nhiệm. Đái phó tướng không quên mang theo cả nhà. Phải không? Như thế, vậy các ngươi cảm thấy vu tiểu tướng quân mất tích tại sao không kể lại chuyện của y cho các ngươi nghe? Chẳng lẽ, tên phó tướng suy nghĩ, thật sự có nội gian? Hai chữ nội gian như tạc bom trên đất bằng. Thật ra, ý tưởng này đã có từ lâu, nhưng không ai dám nói ra. Một số người nghi ngờ vu tiểu tướng quân mất tích. Lần này thích khách lẹn vào doanh trại Tây Bắc ám sát Tề Vương. Đây mới là ngòi nổ chân chính. Nếu không có nội gian hỗ trợ, làm sao thích khách tìm thấy lều của Tề Vương mà không kinh động quân lính? Vương gia, ngài nghĩ nội gian là ai? Tiền phó tướng hỏi. Nếu lão tử biết y là ai, ta sẽ đánh đứt tay chân y. Mẹ nó, dám hại lão tử bị thương. Nói tiếp, kha phó tướng và tiền phó tướng lưu lại quân doanh. Cuối cùng, tiền phó tướng bị thương. Đối với tiền phó tướng mà nói, quả là khó nhịn. Bộn vương không biết nội gian là ai. Dù bộn vương biết cũng không nói cho các ngươi. Các ngươi có thể phỏng đoán, mấy ngày này, thích khách kia có cung khai cái gì không? cố quật thần chơi chiêu tâm lý. Nếu cung khai, nội gian sẽ làm gì? Nếu không cung khai, nội gian sẽ nghĩ như thế nào? Lão tử chân chính không sợ bóng tà. Tiền phó tướng nói. Khó trách chúng ta và phù khâu quốc luôn nước sôi lửa bóng. Nhưng không có kết quả, có lẽ liên quan tới nội gian. Đái phó tướng lên tiếng. Đúng, một khi phát hiện nội gian, chúng ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Kha phó tướng hùa theo, Trương phó tướng nhìn về phía Dương phó tướng. Dương phó tướng, người sao vậy? Sao dạo này không nói chuyện? Trương phó tướng vừa mở miệng, mọi người đồng loạt nhìn Dương phó tướng. Dương phó tướng nhớn mày. Nói cái gì? Chức trách của ta là chấp hành nhiệm vụ, không phải hỏi cái gì. Tính cách Dương phó tướng không hòa đồng với tập thể. Mọi người giải tán, Lý Trung Minh đuổi theo cố quận thần. Vương gia. Ừ, từ hôm nay trở đi, ngươi tạm thay vị trí quận nhất. Cố Quận Thần nói, vâng. Cố Quận Thần nhìn về phía Ngao Liệu, Ngao Liệu cũng thuộc dạng người trầm mặc ít lời. Có vẻ như từ khi tới Quần Doanh Tây Bắc, Cố Quận Thần nghe Y nói chưa tới 5 lần. Ngao Tiên Phong có ý tưởng gì không? Ngao Liệu hơi kinh ngạc, không ngờ Cố Quận Thần sẽ hỏi Y. Y nghĩ nghĩ, chúng ta không đi tìm Vu Tiểu Tướng Quân sao? Nếu là người khác, Ngao Liệu sẽ nghi ngờ đối phương muốn thay thế Vu Tiểu Tướng Quân, cho nên không đi tìm Vu Tiểu Tướng Quân nhưng tề vương điện hạ và vu tiểu tướng quân là đường huynh đệ một người vinh cả nhà vinh cho nên ngào liệu mới lựa chọn nói ra suy nghĩ trong lòng theo như lời ngươi nói làm sao tìm kiếm đây cố quận thần hỏi vu tiểu tướng quân nhận được thư của mật thám phủ khâu quốc sau đó đưa 500 quân lính tới hẻm núi lạc hà tới đó bạch vô âm tín người của chúng ta đã tìm kiếm xung quanh hẻm núi lạc hà cả một tháng nhưng không tìm thấy bất cứ manh mối nào bước đầu hoài nghi Vu Tiểu Tung Quân không tới hẻm núi lạc hà. Như vậy, ngươi nghĩ thế nào? Ngao Liệu trả lời: Vu Tiểu Tung Quân có tới hẻm núi hay không? Ngài ấy xuất phát từ quân Doanh tới hẻm núi lạc hà, nhất định có lưu lại manh mối. Quãng đường này nhất định đi qua. Lời ngươi nói chúng ta từng nghĩ đến. Lý Trung Minh mở miệng: Lúc trước chúng ta vừa tới đây, ta tự mình mang người đi điều tra dọc quãng đường. Ngao Liệu và Lý Trung Minh có quen biết? Lý Trung Minh và Vu Tiểu Tướng quân có quan hệ không tồi, chỗ này đều là người nhà, có một số việc không cần giấu giếm. Vấn đề hiện tại là, thứ nhất, Vu Tiểu Tướng quân nói hắn nhận được mật thám, nhưng chúng ta căn bản không biết mật thám kia là ai, hoặc là nói mật thám này có tồn tại hay không cũng không ai biết. Thứ hai, sự tình khấu tề người cũng biết, khấu tề vừa cáo trạng Vu Tiểu Tướng quân, Vu Tiểu Tướng quân lập tức mất tích. Nếu không nhờ tề vương điện hạ đích thân tới tra xét, người khác sẽ nói vu tiểu tướng quân sợ tội chạy trốn. Thứ ba, nội gian. Nếu vu tiểu tướng quân mất tích có vấn đề, như vậy nội gian nhất định biết manh mối. Lý Trung Minh nói, cố quận thần hơi kinh ngạc nhìn Lý Trung Minh, khó có dịp chứng kiến Lý Trung Minh động não. Cho nên vương gia đổi trắng thay đen, dẫn tích khách đi, bức bách nội gian, nghèo liệu bừng tỉnh đại ngộ. Không hẳn, Cố quản thần đột nhiên mở miệng. Ý vương gia là... Ngao liệu nghi hoặc. Đến lý trung minh cũng không hiểu. Nếu phù khâu quốc tập kích, cùng với việc hắc y nhân đột nhập vì thích khách, động tĩnh có phải quá lớn hay không? Bọn họ trả giá cũng quá lớn. Cố quận thần hỏi. Thử nghĩ một chút. Thích khách tới ám sát ta, đơn giản có hai tình huống. Một là hắn thành công, ta chết. Hai là ta sống, hắn thất bại. Nhưng ở tình huống nào, Kết cục của hắn đã định trước. Thoát ra ngoài thì sống. Trốn không thoát thì chết. Ta hiểu rồi. Ngao liệu lên tiếng. Nói cách khác, hắn đã chuẩn bị chết. Nếu đã chuẩn bị sẵn tâm lý chết, như vậy nếu bị bắt, kết cục là chết. Đúng. Quân cờ bị vứt bỏ. Các người phân tích một chút. Có cần phù khâu quốc tập kích hay không? Cần ám khí và hắc y nhân tới giả cứu không? Cố quận thần hỏi. Như vậy, theo ý vương gia, Mục đích của phù khâu quốc không phải thích khách. Mục đích của hắc y nhân và ám khí cũng không phải thích khách. Chúng ta chưa không nói tới phù khâu quốc. Nếu mục đích ám khí và hắc y nhân không phải là thích khách, như vậy sẽ là ai? Ngao liệu căng thẳng, tức khắc nghĩ tới một khả năng. Bọn họ cũng hướng về phía vương gia. Hả? ai biết được? Cố quận thần không thèm suy đoán, nhưng nếu tình huống này xảy ra, hai sát thủ nhằm vào mình, hơn nữa không cùng một phe Mục đích là gì? Ai sai khiến bọn chúng? Đột nhiên, quốc quận thần nghĩ tới một khả năng. Chẳng lẽ là tới nhắc nhở mình? Thích khách cung khai người đứng sau là Đại Hoàng Tử và Tần Thượng Thư. Hai người bọn họ tới nhắc nhở mình. Không phải ước mình chết sớm hay sao? Quốc quận thần cảm thấy ngày càng thú vị. Chẳng qua, ám khí, hắc y nhân và phù khâu quốc nhất định có liên hệ. Bởi lẽ hai nhóm này vừa khéo trùng hợp. Như vậy, biểu ca mất tích Càng có vấn đề Ban đêm Đêm ở Tây Bắc đặc biệt yên tĩnh Đối với nhiều người trong quân doanh Tây Bắc Đêm này không hề yên bình Nội gian là ai Vấn đề này khiến nhiều người nghi ngờ lẫn nhau Đã từng coi nhau như huynh đệ Hiện giờ có thể là nội gian Không ai tiếp thu nổi Cố quận thần ở tướng quân phủ Trong cả đám người Có lẽ là người bình tĩnh nhất Hắn không chờ nội gian có đi thông chi Người sau màn cứu thích khách hay không hắn chờ thích khách tới kinh thành, đợi bản cung khai tới trước mặt hoàng thúc, đại hoàng tử và tần thượng thư sẽ giải quyết như thế nào. Năm đó, Mạnh Đức Lãng nói mình sống không quá 20 tuổi, cả đám người bên ngoài không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng cao hứng. Hiện tại chính miệng hắn thừa nhận có thể giải độc, bọn họ đứng ngồi không yên. Nhìn nồi nước cứ ngỡ yên lặng, kỳ thật, tự thân khuấy đảo. Cố quận thần muốn biết hơn cả là 6 năm trước, người hạ độc phản bội Phụ Hoàng. Phản bội Hoàng Thúc là ai? Năm đó Phụ Hoàng và Hoàng Thúc lên kế hoạch kín kẽ vô cùng. Nếu không có nội gian, đường ra sẽ không bị diệt tộc vì bảo vệ Hoàng Thúc. Đại lý tự khanh bị tính kế trong sinh thần Hoàng Thúc. Lạc Nhi đánh bậy đánh bạ, phá hỏng kế hoạch. Sau này gặp thích khách, được ngũ thành binh mã tuần tra ứng cứu. Đại lý tự khanh tìm ra manh mối 6 năm trước, manh mối ám chỉ ai. Chỉ có Hoàng Thúc biết, của quản gia viết thư. Chỉ huy sứ Nam Thành, Ngũ Thành Binh Mã Tư Tần Phong là người của Tần Thượng Thư. Trùng hợp sao? Cố quận thần không biết, nhưng Tần Thượng Thư có thể bài trừ. Năm đó Tần Quý Phi là chắc phi của Tề Vương, Tần Thượng Thư là binh bộ Thị lang Y và Phụ Hoàng, Hoàng Thúc, một người Vinh, cả nhà Vinh. Cố quận thần xoa xoa huyệt thái dương. Vương gia, mạnh đức lãng đốt nén hương. Vương gia nên nghỉ ngơi. Vương gia tuổi còn nhỏ, Suy nghĩ quá nhiều sẽ hao tổn tinh thần Phụ hoàng ta Hoàng huynh của ta Chất nhi của ta đều chết 6 năm trước Mạnh đức lãng Huyết hải thâm thù Sao ta có thể buông tay Đây là lần đầu tiên hắn bộc lộ cảm xúc rõ ràng Trực tiếp trước mặt mạnh đức lãng Huyết hải thâm thù Chất nhi của hắn nhỏ như thế Đại hoàng huynh lớn hơn ta 20 tuổi Chết tử cùng tuổi với ta Nghe nói lúc đại tẩu mang thai hoàng hậu cũng mang thai. Khi đó, phụ hoàng và đại hoàng huynh còn nói, ta và chất nhi có duyên. Vương gia. Mạnh đức lãng muốn nói lại thôi. Chương 158 Cố quận thần nhắm mắt. Mạnh đức lãng, năm đó bổn vương không có tư cách nói huyết hải thâm thù. Nhưng hôm nay, bổn vương có. Mạnh đức lãng trầm mặc. Tuy ông không trải qua sự tình giống tề vương, nhưng ông hiểu rõ nội tâm đau đớn của hắn. Nội loạn 6 năm trước, rạch vết thương quá sâu trong lòng Hoa Quốc. Đích trưởng tử của Thái tử Yến, đích trưởng tôn, tất cả đều chết trong trận nội loạn. Dừng, nghỉ ngơi tại chỗ tới Hồng đông. Chú ý tình huống bốn phía, đừng để tù nhân bị cướp đi. Quận nhất nói, bọn họ chọn đi đường nhỏ, đường nhỏ tương đối nhanh, đi đường chính an toàn nhưng cố quận thần muốn mau chóng đưa người về kinh. Có lẽ người đứng sau lưng biết tính toán của cố quận thần. Nếu thích khách công khai, đây là nhân chứng quan trọng, không ai dám mạo hiểm. Quận nhất nghiêm cẩn quan sát bốn phía. Vương gia nói, đối phương nhất định sẽ đến, dù không đến cũng không có tổn thất. Thế nhưng, nhân chứng và khẩu cung tách riêng, nhân chứng đi chậm trên đường. Lời khai đã sớm ra ròi thúc ngựa về kinh thành. Tuy nhiên, đêm đầu tiên quận nhất dẫn thích khách rời Tây Bắc, không gặp phải trở ngại. Năm ngày sau, kinh thành. Khẩu cung của thích khách đã tới tay chiếu ninh đế. Chiếu ninh đế mặt xanh mét nhìn bức thư. Hoàng thượng, truyền tần tượng thư và đại hoàng tử tiến cung. Chiếu ninh đế buông thư. Dù đoán trước vụ ám sát chất nhi có liên quan tới nhi tử, nhưng đọc thư xong, ông vẫn bàng hoàng. Thần huynh đệ còn không màng thủ túc, huống chi đường huynh đệ. Tần thượng thư và đại hoàng tử lập tức tiến cung, ra ra tôn tự gặp nhau ngoài cửa thư phòng đồng dạng tim đập kịch liệt. Không biết hoàng thượng triệu kiến hai người bọn họ có chuyện gì, nhưng linh cảm thực bất hảo. Tần đại nhân, đại điện hạ, mời vào trong. Tần thực thư và đại hoàng tử vào ngự thư phòng. Vì thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng nhi tham kiến phụ hoàng. Chiếu ninh đế liếc mắt nhìn bọn họ. Đứng lên đi. Sự tình quân doanh Tây Bắc các người đã biết. Kỳ thực, thích khách ám sát quận thần không bị cướp, mà bị quận thần dẫn đi nơi khác. Đây là lời khai của thích khách, các ngươi cùng nhau xem đi. Vâng, đại hoàng tử tiến lên, gấp không chờ nổi. Ngoại gia gia nói, người ám sát lão tứ không phải bọn họ. Thế thì là ai? Y vô cùng chờ mong, nhưng tới khi nhìn thấy lời khai, hai chân y run rẩy thẳng tắp quỳ xuống. Oan uống, phụ hoàng thật oan uống. Thanh âm đại hoàng tử run rẩy cả người luống cuống tần thượng thư cảm giác có vấn đề trực tiếp đọc lời khai sau đó hai chân oạch một phát ông cũng quỳ xuống thỉnh hoàng thượng điều tra rõ vi thần tuyệt đối không làm chuyện này chiếu ninh đế dựa vào ghế ai cũng nói oan uổng vậy các ngươi nói ai oan uổng các ngươi là trẫm sao vi thần không dám tần thượng thư trả lời phụ hoàng nhi thần thật sự không làm chuyện này Nhi thần và lão tứ huynh đệ tình thâm, sao có thể làm chuyện này? Đại hoàng tử giải thích. Vậy các ngươi nói đi, ai oan uổng các ngươi? Chiếu ninh đế hỏi. Đại hoàng tử suy nghĩ. Có phải là lão tứ? Hồ nháo! Chiếu ninh đế hung hăng vỗ bàn. Hắn sai người tự ám sát mình. Hắn khiến phủ khâu quốc tập kích bất ngờ. Hắn sai hắc y nhân mang ám khí đột nhập quân doanh chỉ để oan uổng các ngươi. Nhi thần hoài nghi là bình thường." Đại hoàng tử nói. "Lúc trước Khấu Tề cáo trạng Vu Chấn Tay, nếu Vu trấn Tay thực sự cấu kết phù khâu quốc, phù khâu giúp lão tứ làm bộ tập kích quân doanh Tây Bắc cũng có khả năng. Còn việc Hắc Y Nhân mang ám khí, có lẽ cũng là lão tứ." "Theo lời ngươi nói, trẫm cũng có thể hoài nghi, Khấu Tề cáo trạng Vu trấn Tay là chú ý của ngươi, ngươi cấu kết với phù khâu quốc?" sau đó đào hố khiến thích khách cố ý cung khai các ngươi sau đó các ngươi cắn ngược lại quận thần một miếng chiếu ninh đế hỏi phụ hoàng nhi thần thề với trời nếu thích khách thực sự do nhi thần phái nhi thần chết không được tử tế đại hoàng tử thề chiếu ninh đế híp mắt hai mắt nhìn đại hoàng tử giống như nhìn con kiến đại hoàng tử bị ánh mắt ông dọa sợ nhưng chuyện này thực sự không phải y cho dù sợ hãi y vẫn dũng cảm đối diện vậy ngươi thì sao chiếu ninh đế nhìn tần thượng thư không phải lão thần lão thần gan to tài trời cũng không dám sai người hành thích tề vương điện hạ tần thượng thư đáp hơn nữa chỉ dựa vào lời khai không thể chứng minh lão thần làm việc này lời khai nằm trong tay chẫm nhân chứng đang trên đường nếu chuyện này truyền ra ngoài ngươi cảm thấy thế nào chiếu ninh đế hỏi hoàng thượng yên tâm để chứng minh trong sạch lão thần nhất định toàn lực điều tra. Tần Thượng Thư trả lời. Được, chậm giao thích khách cho ngươi, người mau dẫn người đi gặp người của Tề Vương. Đây là lộ tuyến của bọn họ. Chiếu Ninh Đế giao lộ tuyến cho Tần Thượng Thư. Lão thần, tuân mạnh. Rồi ngự thư phòng, sắc mặt Tần Thượng Thư chìm nghiệm như lưu nước. Ngoại gia ra, ra chuyện này có phải? Điện hạ. Tần Thượng Thư cắt lời y. Thỉnh Điện hạ nói cẩn thận. Tuy ông có ý này, nhưng đích xác không phải do ông làm, rốt cuộc ai muốn hại ông. Nếu không phải, lời khai là chuyện thế nào? Chẳng lẽ lão tứ mượn cơ hội diệt trừ chúng ta? Đại hoàng tử lúc ở ngự thư phòng cũng nói ra câu này. Không ngờ lão tứ thật ngoan độc, trước đây quá xem thường hắn. Không phải hắn, tần thượng thư nói. Ngoại ra ra, ngài khiến ta hồ đồ. Chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi không cần nhúng tay ngươi làm tốt chuyện của ngươi, làm đại hoàng tử của ngươi. Mấy chuyện này, ngoại gia gia giúp ngươi xử lý. Tần Thượng Thư bỏ lại một câu, trực tiếp rời đi. Đại hoàng tử nhìn chăm chăm bóng dáng Tần Thượng Thư, khóe miệng chậm rãi dương lên nụ cười. Tần Thượng Thư hồi phủ, lập tức gọi phụ tá tới, thương lượng sự tình thích khách. Chuyện này, các ngươi nghĩ giải quyết như thế nào? Khấu tề và vu trấn tay là chúng ta làm, phù khâu quốc là chúng ta thông chi, cho nên không có khả năng tề vương tự biên tự diễn. Nhưng mà cũng không đảm bảo hắn không động tay vào lời khai. Phụ tá nói, Cái này là một loại khả năng, còn có một khả năng khác, lời khai là thật. Phụ tá khác lên tiếng, Nếu lời khai là thật, nhưng thích khách không phải thượng thư đại nhân phái đi, chỉ có một giải thích, đối phương hãm hại tần thượng thư. Mục đích hãm hại tần thượng thư chính là thúc đẩy đại hoàng tử và tề vương điện hạ tranh đoạt tần thượng thư gật đầu ta cũng nghĩ thế nhưng nếu có người hại lão phu đó là ai phụ tá cười một tiếng <cười> đại hoàng tử và tề vương điện hạ tranh đoạt ai có lợi tần thượng thư nhíu mày nhị hoàng tử tam hoàng tử nhị hoàng tử không có quan viên phụ tá tam hoàng tử e là không có khả năng có phải dương nhiệt sáu năm trước phụ tá lên tiếng tần thượng thư lắc đầu Lão phu không biết. Kỳ thực còn có một người, nhưng Tần Thượng Thư không dám tưởng, Đại lý Tự Khanh không liên quan gì tới ông, sinh thần vừa rồi của hoàng thượng, ông muốn ra tay với Đại lý Tự, bởi vì người kia nắm được nhược điểm, uy hiếp ông, sự tình lần này có lẽ liên quan tới người kia, vẫn còn người đứng đằng sau bức màn nội loạn 6 năm trước, nhưng người đó là ai? Người này nắm được nhược điểm của ông, Tần Thượng Thư cảm tưởng như mình là một con chuột bị nhìn chằm chằm kia muốn chết. Thế nhưng, ông không có biện pháp, ông không điều tra nổi đối phương. Tại sao Hoàng thượng giao chuyện này cho đại nhân điều tra? Phụ tá hỏi. Bởi vì, cho dù chuyện này có do Lão Phu làm hay không, Lão Phu sẽ không thể để thích khách bị giết. Để chứng minh Lão Phu vô tội, thích khách nằm trong tay Lão Phu là an toàn nhất. Nếu việc này do Lão Phu làm, Lão Phu cũng sẽ không giết thích khách mà để chứng minh lão phu nhất định đẩy lên người khác. Nếu không phải lão phu, vậy hơn ai hết, lão phu càng muốn điều tra. Tần thượng thư nói, cho nên thánh thượng dụng tâm lương khổ. Hoàng thượng chúng ta đánh giặc lợi hại, xử lý triều sự cũng lợi hại. Phụ tá thứ hai nói, Hoàng thượng có thể ngồi vững trên giang sơn, thứ nhất nhờ thực lực thái tử Yến lưu lại, thứ hai hắn là do thánh thượng đích thân truyền ngôi. Nếu... Nếu... Tần thượng thư nhớn mày. Nếu truyền một vài tin tức khó nghe ra ngoài, năm đó thái tử Yến truyền ngôi cho tề vương, chứ không phải thánh thượng. Liệu có đủ sức gây hiểu lầm giữa hoàng thượng và tề vương có lợi cho đại hoàng tử không? Phụ tá thứ hai nói tiếp. Tần thượng thư suy nghĩ. Như vậy, người ủng hộ thái tử Yến trong triều sẽ gây sự. Tề vương không ở kinh thành, đây là cơ hội tốt. Đã đến lúc giải quyết bọn họ. Các ngươi đi thu xếp, ta muốn nhìn thử, sự tình lần này sẽ kết thúc thế nào? Vâng. Thích khách và lời cung khai, chiếu ninh đế nói cho tần thượng thư và đại hoàng tử. Giống như tần thượng thư dự đoán, ông đang thử. Mặc kệ có phải tần thượng thư làm hay không, chỉ tần thượng thư mới đảm bảo thích khách an toàn. Nhưng thực tế, thích khách có an toàn về kinh hay không? Mãi tới khi quận nhất rời xa khu vực Tây Bắc, đám sát thủ đầu tiên xuất hiện. Tới cứu thích khách hay giết thích khách? Người bảo hộ nhân chứng quận nhất ra lệnh, "Vâng." Quận nhất cùng 20 ngự lâm quân, tựa hồ đối phương biết rõ nhân số trong đoàn, số người tập kích nhiều gấp đôi, võ công cao hơn ngự lâm quân rất nhiều, dù quận nhất võ công cao cũng không có khả năng lấy một địch trăm. Huống chi y bị bao vây, đối phương hiển nhiên không tham chiến chỉ bao vây quận nhất, trực tiếp nhằm về hướng thích khách. Một kiếm giết chết, sau đó nói, đi. Quận nhất chạy tới bên cạnh thích khách, xem xét hơi thở, đã mất mạng, y phân phó mấy người còn lại. Trở về bẩm báo vương gia, rồi đuổi theo. Hai ngày sau, ngự lâm quân trở lại tướng quân phủ Tây Bắc. Chúng ta để lại hai người hỗ trợ quận nhất đại nhân, còn lại đều về đây, thích khách bị giết cũng mang về. Ngự Lâm Quân bẩm báo. Chương 159 Thích khách chưa chết Thương vong thế nào? Cố quận thần hỏi. 20 người, bị thương năm chết ba Chiếu có người bị thương, đưa người chết về kinh thành, sắp xếp ổn thỏa cho gia đình bọn họ. Người khác giao cho thị vệ tề vương phủ. Cố quận thần nói. Trong phòng tối, thị vệ tề vương phủ nâng tên thích khách bị giết trở lại phòng tối. Ngoài ý muốn chính là trong phòng tối còn có một tên thích khách bị trói, nguyên lai thích khách bọn họ đưa về kinh thành không phải thích khách thật, chỉ là tự tù trong huyện nhà Tây Bắc, bị chặt đứt một tay, chém đứt lưỡi, khiến y không thể nói chuyện. Cố quận thần đá thi thể trên mặt đất, hỏi thích khách, "Còn nói không sợ chết sao?" Y bị hạ dược, toàn thân không có lực, ngay cả cắn lưỡi tự sát còn không nổi, hơn nữa trong phòng tối đầy thị vệ Tề Vương phủ canh giữ mấy cặp mắt nhìn chằm chằm, không cho ý bất kỳ cơ hội làm động tác nhỏ nào, huống chi là cắn lưỡi tự sát. Lời khai của ngươi, bổn vương đã đưa về kinh thành, dựa theo lịch trình đã đến. Ngươi nói cho bổn vương, lời khai bổn vương đưa đi có đúng là bản gốc hay không? Ngươi nói đại hoàng tử và tần thượng thư sai khiến, bổn vương có thể đổi thay người khác. Cố quận thần nói, thần sắc thích khách lập lòe. Nếu tần thượng thư biết lời khai chỉ đích danh y, Y còn tàn nhẫn hơn bổn vương. Người thật ác độc. Người suy nghĩ cho kỹ, bổn vương sẽ giữ mạng cho người để chủ nhân của người ở kinh thành khó ăn khó ngủ. Nói xong, cố quận thần rời khỏi phòng. Kinh thành ngự thư phòng. Tần thượng thư đứng im. Từ lúc nhìn thấy bức thư này đã lâu chưa hồi phục. Sát thủ bị giết, ai làm? Lời khai của thích khách là chứng cứ duy nhất. Ông muốn nói có người âm mưu hủy thi diệt tích, nhưng nói không ra là ai. Hoàng thượng! Tần thượng thư quỳ gối, cho dù ông có tài ăn nói, nhưng không thể nào biện giải chuyện này. Ông biết, chỉ dựa vào lời khai, hoàng thượng sẽ không làm khó ông, nhưng sự tình thích khách, hoàng thượng chỉ nói cho ông và đại hoàng tử. Ông chắc chắn hoàng thượng tin tưởng ông không thể giết thích khách, cho nên mới giao cho ông xử lý. Nhưng hiện giờ thích khách bị giết, hoàng thượng có thể nào nghi ngờ ông làm liều hay không? thánh tâm khó dò. Trẫm sẽ tam tư hội thẩm. Khoảng thời gian này, ủy khuất người, chiếu ninh đế nói. Toàn mạnh. Thượng triều ngày hôm sau, chiếu ninh đế công khai lời khai của thích khách. Thích khách bị chặn giết. Tức khắc, toàn bộ triều đình kinh ngạc, ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm vào tần thượng thư. Cả đời tần thượng thư chưa từng xấu hổ thế này. Hôm nay ông chật vật bao nhiêu, ngày sau ông sẽ trả hết. Ông thề. Chuyện này giao cho đại lý tự, hình bộ và ngự sử đài tam tư hội thẩm. Binh bộ thượng thư mấy ngày nay, ở trong phủ, nghỉ ngơi đi. Binh bộ nắm thực quyền, dễ dàng bị hư cấu. Tam tư hội thẩm, nghĩa là tần thượng thư bị mang đi điều tra, thế ai sẽ phụ trách hình bộ? Vậy binh bộ, lại bộ thượng thư nói, chúng thần thầm nghĩ, lại bộ thượng thư đúng là tàn nhẫn, tần thượng thư mới vừa bị tước quyền, lại bộ thượng thư đã muốn vị trí, tần thượng thư nhìn lại bộ thượng thư, khẽ cười cười, rất hòa khí, tự hồ không bị ảnh hưởng. Giao cho binh bộ thị lang, chiếu ninh đế nói. Binh bộ thị lang là người của tần thượng thư, hành động của chiếu ninh đế còn tín nhiệm tần thượng thư. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người không rõ. Trung dũng hầu phủ. Mấy ngày nay, Lý Lạc rất muộn phiền. Sự tình trong triều hắn biết, sự tình Tây Bắc, Lý Trung Minh đã gửi thư tới, hắn vạn lần không ngờ cố quận thần ở tây bắc sẽ gặp nguy hiểm như vậy bởi vì nguyên nhân này nhìn như tần thượng thư bị nốt trong phủ thượng thư nhưng quyền lực binh bộ vẫn nằm trong tay ông bởi binh bộ thị lang là người của ông nhìn sơ thì cố quận thần chiếm ưu thế ít nhất tần thượng thư hiện tại không thể biện minh nhưng thực tế thì sao lý lạc nhíu mày cả cố quận thần lẫn tần thượng thư tự như bị người ta nắm trong lòng bàn tay chơi đùa bố cục này ai sắp xếp mặc kệ ai lên bố cục một hài tử 6 tuổi không quản được ở hầu phủ mãi không tốt lý lạc rời phòng hầu gia tới tề vương phủ đối với lý lạc ở tề vương phủ chẳng khác nào ở hầu phủ tề vương phủ chỉ có một chủ tử là tề vương cố quận thần lý lạc càng tự do tự tại tiểu hầu gia tới rồi mau chuẩn bị điểm tâm yêu thích cho tiểu hầu gia tiểu hầu gia ăn cơm chưa muốn đầu bếp chuẩn bị cho ngài ít món không của quản gia nhìn thấy Lý Lạc, tựa như nhìn thấy vương phi nhà mình, thần thần thiết thiết. Lý Lạc cật đầu. Chuẩn bị đồ ăn, mang tới thư phòng. Còn không mau đi. Của quản gia vội vàng quát người bên cạnh, tự mình theo sau Lý Lạc. Tiểu hầu gia, từ đây tới tinh thần viện không ngắn, hay là ngồi kiểu. Không cắn, ta muốn đi bộ một chút, người có việc thì đi làm đi. Lý Lạc vẫy vẫy tay, tỏ vẻ không sao. Cô quản gia lập tức nói. <laughs> việc gì chứ? Không có việc gì quan trọng bằng tiểu hầu gia. Trước khi đi, vương gia nhà bọn họ đã căn dặn. Phải xem tiểu hầu gia như vương gia. Cô quản gia vô cùng chấp nhất với mệnh lệnh của vương gia. Lý lạc rất lễ phép với mọi người, không khinh thường hạ nhân và hoạn quan vì thân phận tôn quý. Cổ quản gia, ngươi biết một loại nguyên liệu nào gọi là cương, cứng hơn thiết hay không? Không bị rỉ. Lý lạc nói. Chú thích. Cương tức là thép, thiết là sắt. Cương là cái gì? Cổ quản gia lắc đầu. Nô tài chưa từng nghe qua. Lý Lạc nghĩ nghĩ. Tệ vương phủ có kho vũ khí không? Đào kiếm linh tinh. Có. Tiểu hầu gia muốn xem. Đóng. Mời bên này. Cổ quản gia dẫn Lý Lạc tới kho vũ khí. Kho vũ khí của tề vương phủ rất lớn. Có rất nhiều vũ khí. Các loại kiếm, đau, thương. Lý Lạc xoay tròn trong mắt, không có thép Wolfram. Cổ đại lạc hậu, sao có thép Wolfram chứ? Tệ vương phủ có xưởng rèn vũ khí không? Chế tạo binh khí? Đương nhiên là có, cổ quản gia nói. Vũ khí vương phủ đều khắc dấu hiệu của vương phủ. Không chỉ vương phủ, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, các phủ đệ có tư binh đều có xưởng rèn riêng. Nhưng chỉ có cấp quận vương trở lên mới được khắc dấu hiệu. Đi, đưa ta tới chỗ đó xem một chút. Xưởng rèn Tề Vương phủ là bộ phận nhàn rỗi nhất. Tề Vương phủ không chế tạo vũ khí hàng năm, cho nên xưởng rèn rất nhàn nhã. Tuy nhàn hạ, nhưng quy củ Tề Vương phủ nghiêm ngặt, vũ khí sư không dám lề mề. Tề Vương phủ tổng cộng có 3 vũ khí sư, thấy cổ quản gia tới, vội vàng ra nghênh đón. "Chào cổ quản gia." Cổ quản gia gật đầu. "Đây là tiểu hầu gia, Tề Vương phi tương lai." Vũ khí sư sống ở nơi tương đối hẻo lánh, nhưng hôn sự giữa Trung Dũng Hầu Phủ và Tề Vương Phủ ai cũng biết, đây là sự tình lớn nhất trong Tề Vương Phủ. Bái kiến tiểu hầu gia Không cần đa lễ Lý Lạc cho mọi người đứng dậy Ta muốn hỏi một chút Bình thường các ngươi dùng thiết làm kiếm đúng không? Vâng Lúc lấy thiết về Các ngươi có luyện lại không? Đương nhiên Thiết mới lấy về không thể tạo thành kiếm Nguyên liệu luyện thiết có ở bên trong không? Tuy không hiểu tiểu nam hài định làm gì, cổ quan gia không ngăn cản, tiểu nam hài có lẽ tò mò muốn nhìn thử. Có. Lý Lạc theo vũ khí sư vào trong, xưởng rèn binh khí đương nhiên khác với những nơi khác, hơi ngột ngạt, nhưng thời tiết tháng 2 còn lạnh, ngột ngạt một chút vẫn chấp nhận được. Tất cả nguyên liệu đều ở đây. Lý Lạc nhìn thấy nguyên liệu, hắn biết đồ mình muốn làm có khả năng làm ra ta muốn một loại nguyên liệu cần phiên các ngươi chế tạo vũ khí sư nhìn cổ quản gia cổ quản gia trầm mặt tiểu hầu gia nói không nghe thấy sao vâng thì tiểu hầu gia phân phó lý lạc hơi hơi mỉm cười không khó giống với thiết chỉ khác là thêm nhiều than một chút đại khái gấp trăm lần cân sắt thành phẩm hoàn chỉnh là mất bao lâu hai ngày được hai ngày nay ta ở trong vương phủ có vấn đề gì thì tới tinh thần viện tìm ta. Hầu ra, có thể ăn cơm. Cổ quản gia sợ Lý Lạc đói bụng. Đi thôi. Rời khỏi xưởng ren, Lý Lạc đi ăn trưa. Ăn trưa xong thì tới thư phòng cố quận thần. Chuẩn bị giấy bút. Hầu ra viết thư cho vương gia sao? Yên sắc hầu hạ bên cạnh, hơi tò mò. Lý Lạc lắc đầu. Vương gia các người bận rộn, Ta không cần viết thư quấy rầy hắn Ngươi làm việc đi Trường Thành ở đây với ta là đủ rồi Vâng Yên sắc lui ra Chuẩn bị xong giấy bút Lý Lạc bắt đầu vẽ tranh Đúng vậy, vẽ tranh Không phải viết chữ Mỗi tờ giấy Lý Lạc vẽ một thứ Ghi chú rõ ràng những điểm quan trọng Lý Trường Thành đứng bên cạnh Nhìn thấy không khỏi tò mò Hầu ra, đây là cái gì Vũ khí Một loại vũ khí rất lợi hại Lý Lạc đáp. Vũ khí lợi hại. Lý Trường Thành tò mò. Uy lực thế nào? Vũ khí nhỏ, chưa ra thành phẩm vô pháp xác định, nhưng có thể giết người vô hình trong vòng 10 bước. Lý Lạc nói. Lý Trường Thành kích động. Giết người vô hình trong 10 bước. Ngoại trừ mũi tên, hơn nữa đối phương bị chém, thì làm sao có thể làm được? Nghe Lý Lạc nói về loại vũ khí này, Lý Trường Thành bắt đầu mong đợi tuy vũ khí sư nói mất hai ngày luyện thép von fram nhưng thực tế thì chỉ hơn một ngày bọn họ hoàn thành việc nấu chảy vào chiều ngày hôm sau thép von fram là sản phẩm của carbon và sắt lý lạc nói bọn họ cho thêm nhiều than để luyện ra thép von fram được sử dụng để chế tạo súng lục lý lạc nhìn thép von fram trước mặt cầm lên xem thép von fram màu xám bạc phát ra ánh sáng sang trọng trầm thấp thực sự đẹp mắt ngón tay cọ sát bề mặt của thép von fram trái tim Lý Lạc nhảy thình thịch. Lý Lạc không biết vũ khí sư có thể tạo ra vũ khí dựa trên bản vẽ của mình hay không. Kết hợp các linh kiện trong bản vẽ chính là súng lục. Chương 160 Dâu Tây Chín Lý Lạc không dám để vũ khí sư biết cách lắp ráp, cũng không định đưa bản vẽ kết hợp cho người khác. Hiểm họa súng lục quá lớn, nếu ai biết được sẽ rối loạn. Lý Lạc hiểu rõ về súng. Nhà hắn có nhiều loại súng khác nhau, cả ông nội và lão cha hắn bình thường thân không rời súng. Lý Lạc lớn lên từ nhỏ với đám súng ống. Lúc nhỏ ông nội hay dẫn hắn theo, ném hắn vào đám súng ống, cho hắn tự bò. Lý Lạc cảm thấy chính mình thích đàn ông, cũng có khả năng là nguyên nhân này. Hắn không thích bộ dáng con gái nũng nịu, cũng không đủ nhẫn nại dỗ dành các nàng. Có thể đổi thành tề vương điện hạ ngạo kiều, hắn sẽ nguyện ý dỗ đại khái tình nhân trong mắt hóa tây thi các người có thể dùng thép Volfram chế tạo mấy linh kiện trong bản vẽ này không? Lý Lạc hỏi. Thép Volfram? Vũ khí sư kinh ngạc. Cái này gọi là thép Volfram. không tối, thép Volfram cứng hơn cả thiết. Nhiều kiểu đồng hồ được chế tạo từ thép von Fram vì không có vết xước. Vũ khí sư tiếp nhận bản vẽ từ Lý Lạc. Theo yêu cầu của tiểu hầu gia, những linh kiện này tương đối nhỏ, sẽ mất nhiều thời gian. Chúng ta không biết mất bao lâu, nhưng nhất định sẽ dùng thời gian ngắn nhất. Hơn nữa, thép von Fram rất cứng, nên thời gian chế tạo hơi lâu. Chúng ta không thể chắc chắn liệu nó có thể đạt được hiệu quả như tiểu hầu gia mong muốn hay không. Nếu là thiết, họ có thể đảm bảo. Không sao. Lý Lạc biết công nghệ luyện sắt ở cổ đại, tất cả là đồ thủ công, không thể so sánh với thời hiện đại. Chỉ cần tạo ra linh kiện thành phẩm. Vâng, thỉnh tiểu hầu gia yên tâm. Ở tề phương phủ hai ngày, Lý Lạc hồi hầu phủ. Tháng 3 là mùa sôi động, bởi vì bắt đầu thi hội. Nhưng đối với hầu phủ mà nói thì không. Vì ngày rỗ Lý Húc đang tới, mỗi năm và ngày mất của Lý Húc, Lý Dương Thị dẫn bọn nhỏ tới chùa ở ba ngày, đọc kinh ba ngày, năm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng ngày rỗ Lý Húc năm nay, Lý Lạc tự mình niệm kinh. Ở bên ngoài, hắn là đệ tử của Quảng từ Đại Sư, tới Quảng Bi Tự, hắn dẫn người nhà tới viện của quảng từ đại sư trong viện trống rỗng hiện tại lý lạc thành chủ nhân nguyên mạt người mang mọi người vào trong đều là máu mủ thân tình không cần tách biệt hơn nữa trong viện chỉ có lý lạc ở vâng lý lạc tới mộ địa của quảng từ đại sư nơi đó còn chôn cất quảng bi đại sư Sư phụ đệ tử tới thăm ngại lý lạc khấu đầu ba cái ngồi một lúc bên cạnh mộ địa của Quảng Từ Đại Sư, sau đó lấy ra sâu chuỗi Quảng Bi Đại Sư tặng Quảng Từ Đại Sư. Sau này Quảng Tư Đại Sư tặng hắn lúc mới gặp mặt, bắt đầu niệm kinh. Niệm xong bộ kinh, hắn đứng dậy rời đi. Trên đường về, Lý Lạc nhớ tới cặp mẫu tử Phật Châu, nhớ tới khi mẫu tử hợp là một, nhớ tới bí mật, hắn lại trầm mặc. Một tháng đó, Lý Lạc niệm kinh cùng Quảng Từ Đại Sư, vừa đọc hết bí mật trong 99 viên mẫu tử Phật Châu, không thể không nói, cha ruột hắn rất thông minh, dùng phương thức như vậy ghi chú bí mật. Đây là bức thư phụ thân gửi nhi tử. Y không rõ nhi tử có cơ hội đọc hay không, nhưng vẫn hy vọng. Một nhà trung dũng hầu ở trong chùa làm pháp sự vài ngày, thi hội kết thúc. Pháp sự xong, ngày thứ hai về phủ, trương luyện bạch tới cửa. Hai ngày nữa công bố danh sách, trương đại ca cảm thấy thế nào? Ngày dỗ của Lý Húc vừa qua, mọi người trong hầu phủ ăn vận màu sắc và hoa văn nghiêm cẩn. Từ khi Lý Lạc trở về hầu phủ, trước kia chưa có Lý Lạc, Lý Dương Thị không có dũng khí này. Cảm giác vẫn tốt. Trương Luyện Bạch mỉm cười. Có lẽ người gặp việc vui, tâm tình sảng khoái. Ta cảm thấy nhị giáp không có vấn đề. Một giáp thì không chắc. Kỳ thi mùa thu năm trước, Trương Luyện Bạch lọt vào nhóm 10 người đứng đầu, nên nhị giáp tiến sĩ là không có vấn đề. Nếu tiến lên một giáp, tiền đồ bất đồng, nhưng nhị giáp vẫn tốt hơn tam giáp. Một giáp ba khôi, cụ thể là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, hiệu là tiến sĩ cập đệ. Nhị giáp từ hạng 4 đến hạng 50, tổng cộng có 46 cá nhân, hiệu là tiến sĩ xuất thân. Tam giáp từ thứ 51 tới thứ 451, tổng cộng có 400 cá nhân, hiệu là đồng tiến sĩ xuất thân. Tuy một giáp, nhị giáp, tam giáp đều là tiến sĩ, nhưng thời điểm triều đình phân phối chức vị không giống nhau, tam giáp cơ bản là ngoài kinh thành, ba người đệ nhất giáp trực tiếp vào Hàn Lâm viện. Hàn Lâm viện là nỗi mơ ước của tất cả văn nhân, vào Hàn Lâm viện tức là xuất phát điểm đã cao hơn những người khác. Có câu nói, những người không phải tiến sĩ sẽ không vào Hàn Lâm, và những người không phải Hàn Lâm sẽ không vào nội các. Tất nhiên là hơi cường điệu, nhưng có thể thấy Hàn Lâm Viện rất quan trọng trong mắt các văn nhân. Nhị giáp, tam giáp muốn vào Hàn Lâm phải trải qua một lần khảo thí. Nhị giáp, tam giáp mấy trăm người, danh ngạch Hàn Lâm có hạn, cho nên khảo thí vào Hàn Lâm Viện tương đương có quan hệ. Trương Luyện Bạch nói, người gặp việc vui, tâm tình sảng khoái, mọi người đều biết, y ám chỉ hôn sự với Lý Lâm. Quả nhiên, Lý Lạc nghe xong cười khúc khích. <cười> Trương Đại ca đang chờ làm tân làng. Trương luyện bạch xấu hổ đỏ mặt, hào phóng thừa nhận. Nếu không vào tam giáp, ta dự định khảo thí vào hàn lâm viện cát sĩ. Thân thể mẫu thân ta không tốt, nếu rời kinh để mình bà ở kinh thành. Nhờ người chăm sóc ta không yên tâm, cũng không biết khi nào bà... Cho nên ta muốn hỏi đại ca và tiểu hầu gia một chút, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hồng suy nghĩ. Nếu không đậu cát sĩ thì sao? Ta chỉ có một muội muội là Lâm Nhi, đương nhiên muốn nàng ở kinh thành. Trương Luyện Bạch có chút xấu hổ. Cho nên ta mặt dày tới đây, nếu không đậu cát sĩ, hy vọng tiểu hầu gia giúp đỡ. Lúc nói câu này, mặt y đỏ chót, hơi mất mặt, nhưng Trương Luyện Bạch đứng thẳng lưng, y không tham lam núi sông Kinh Thành, chỉ lo lắng mẫu thân. Hơn nữa thành tích ngày hôm nay, y dựa vào chính năng lực của mình. Trương đại ca yên tâm, ta tin tưởng người có thể. Lý Lạc nói, một câu này Trương Luyện Bạch hiểu ý, vậy ta về trước. Mẫu thân ở nhà một mình, ta nhờ hàng xóm cách vách chăm sóc. Chờ một lát đi, mẹ dâu tay đầu tiên trong thôn trang của ta chín rồi. Hôm nay phụ thân Tân Bảo sẽ đưa tới. Trương đại ca chờ lát nữa lấy một ít, để bám mẫu và hàng xóm nếm thử. Ta kêu xe ngựa trong phủ đưa người về, không sợ trễ. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Tân bằng tới hầu phủ là 2 giờ sau, nhãi ranh Tân Bảo vui như chảy hội một tháng y gặp mặt tân bằng một lần, phụ tử tình thâm. Wow, có dầu tây ăn. Tân Bảo nhìn Tân Bằng và hai gã hạ nhân trong thôn trang bưng sọt trái cây tiến vào, suýt chảy nước miếng. Y vội vàng chạy tới, nhìn Lý Lạc hỏi. Hầu ra, nô tài cảm thấy nô tài nên thử trước. Nếu không ngọt, hầu ra không nên ăn. Lý Lạc sợ khóc sợ cười. Được, nhiệm vụ quang vinh vĩ đại này giao cho người. Tiểu nhân, tuân mệnh. Tân Bảo vội vội vàng vàng cầm một trái dâu tây đỏ mọng, cắn một miếng, không chỉ ngọt mà còn thơm. Có mùi thơm như sữa. Giống dâu tây này là do vị tư nông lựa chọn. Nghe Tân Bảo nói, Lý Lạc đột nhiên nghĩ không phải là dâu bơ hiện đại đấy chứ. Nghĩ tới đây, Lý Lạc vẫy tay. Lấy một ít cho ta ném thử. Nô tài đi rửa. Không cắn thời đại này không dùng thuốc sâu, hơn nữa dâu không rửa ăn mới ngon. Tân Bảo do dự, y là thô nhân, ăn dâu không rửa không sao, nhưng tiểu hầu ra... Gia... Dâu tây rất sạch sẽ, hạ nhân thôn trang hái rất cẩn thận. Tân Bằng nói, sau đó chọn mấy trái cho Lý Lạc. Lý Lạc nếm một ngụm. Ờ, ừ, hương vị rất ngon. Nguyên mạc, bình an, niên hồng, lục bình. Các người tới đây. Hầu ra, Dầu tây chỉ ngon khi mới hái, các người bỏ vào rổ nhỏ, mang tới đại phòng, tàm phòng, vạn thọ viện. Lục bình ngươi chọn một phần cho mẫu thân, đại tỷ và đại ca, nguyên mặt chọn sáu rổ cho hoàng thượng, trường thành đi giáo. Bình an chọn cho cô mẫu, Trung Quốc công phủ, lữ phủ, sơn phủ mỗi nơi một rổ, trường ninh công chúa hai rổ, các hộ vệ hai rổ. Đúng rồi, ngày mai mang một ít cho mấy tiểu nhị ngoài nhà từ thiện. Vâng, niên hỏng, người chọn trước cho trương đại ca 2 rổ, sau đó chuẩn bị xe ngựa. Vâng, hoàng cung. Sáu rổ dâu tây của Lý Lạc chuyển tới Hoàng Cung ngay giờ ăn tối. Chú Ninh Đế biết Lý Lạc có 150 mẫu đất trồng trái cây, nhưng thấy dâu tây tới rất bất ngờ. Trái cây các nơi còn chưa thượng cống, hơn nữa dâu tây dễ bị hư, cho nên không có nơi nào tiến cống. Ở cổ đại, Trái cây là hàng xa xỉ, gia đình bình thường không có ăn, cho nên Lý Lạc dùng 150 mẫu đất trồng trái cây, bút tích phi thường lớn. Tư nông Đại Thúc từ nói với Lý Lạc, một mẫu đất khoảng 4.000 cân dâu tây, nếu bán lấy tiền thì khoảng 200 lượng bạc. Như vậy 50 mẫu đất tương đương với một vạn lượng bạc. Nhân lực, vật lực, bao gồm phí mua đất và thôn trang, đều hoàn vốn, dâu tây 50 đồng một cân, Lý Lạc bán khá rẻ, Dựa theo quy tắc chuyển đổi tiền tệ hiện đại, 200 nhân dân tệ tương đương với một lượng bạc. Một lượng bạc là 1.000 đồng, vậy 50 đồng tương đương với 10 nhân dân tệ. 10 nhân dân tệ một cân dâu tây. Cái này đổi sang tiền cổ mới thấy, giá cả cổ đại không thấp. Bốn rổ mang cho hoàng hậu, tần quý phi, tiền phi và chiêu nghi. Chiếu ninh đế nói, một rổ cho đại hải, một rổ của chấm. Trung dũng hầu của chúng ta thật cẩn thận, Mỗi khi trái cây chín đều nhớ tới chấm. Hải công công bật cười. Hi, thân với hoàng thượng mà. Đợi tiểu hầu gia thành thân với vương gia. Nên gọi hoàng thượng một tiếng hoàng thúc. Hết chương 160